Những lưu ý đối với doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư số 78, và đối với doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78 thì chúng ta sẽ phải tiến hành là hủy các cái hóa đơn, một là hóa đơn giấy theo thông tư 39, hai là những hóa đơn điện tử theo thông tư số 32, thì chúng ta sẽ phải tiến hành hủy. Và từ ngày mà chúng ta sẽ chuyển đổi lên hóa đơn điện tử thông tư 38 thì chúng ta sẽ không cần phải báo cáo sử dụng hóa đơn. Và có nhiều cái trường hợp mà chúng ta sẽ làm sai, dẫn đến là chúng ta sẽ phải trả cái giá rất đắt và chúng ta sẽ phải nộp tiền phạt. Và ở đây là do chúng ta hiểu nhầm, hiểu sai nên chúng ta bị phạt, nên chúng ta không thể nói là chúng ta bị oan. Chúng ta phải nói là kiến thức của chúng ta không đủ và không có nên chúng ta mới sai và chúng ta phải nộp phạt. Và số phạt thì nếu mà các bạn đọc ở Nghị định 125 ở điều 29 thì các cái khung phạt về đối với và các dụng hóa đơn thì chúng ta sẽ có phạt từ 1 đến 5 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ, và chúng ta sẽ là hành vi ở đây là cảnh cáo. Và đối với trường hợp này thì chúng ta phải có lý do chính đáng, ví dụ mưa bão lũ, tức là chúng ta phải thuộc các cái yếu tố bất khả kháng và chúng ta phải chứng minh được. Và trường hợp hoặc là doanh nghiệp là từ lúc thành lập cho đến hiện tại là chưa từng bị chậm tờ khai nào và bị phạt bất kỳ cái hình thức nào, thì lúc này chúng ta cũng sẽ có cái hình tình tiết là giảm nhẹ, có thể là được phạt cảnh cáo nhắc nhở. Còn nếu doanh nghiệp đã từng vi phạm và có thể lặp lại một lần, hai lần hoặc nhiều lần mà chúng ta đã từng vi phạm trước đó trong lịch sử đã có, thì các trường hợp này thì chúng ta sẽ không có phạt cảnh cáo nữa mà chắc chắn là chúng ta sẽ bị phạt. Và với hành vi phạt thì chúng ta sẽ có là từ 1 đến 10 ngày, thì mức là 1 đến 3 triệu đồng là mức hành vi phạt. Và tính trung bình thì chúng ta lấy đầu cộng đuôi, tức là số thấp nhất là min cộng max chia đôi, thì chúng ta sẽ có là 1 triệu, 3 triệu, là 2 triệu. Và theo cái điều 7 và điều 19 của Nghị định 125 thì chúng ta sẽ có cái tình tiết là tăng nặng và giảm nhẹ. Thì chúng ta sẽ thấy là cái mức chúng ta sẽ lấy là cái mức trung bình, chúng ta nhân với là 10%. Và tăng nặng thì chúng ta sẽ phải chịu phạt là 2 triệu 2, và giảm nhẹ thì chúng ta sẽ được giảm đi 200.000 đồng là 1 triệu 8. Và nếu mức chậm nộp mà từ ngày thứ 11 đến ngày 20 thì chúng ta sẽ bị phạt là 2 đến 4 triệu đồng. Và với cái mức phạt này thì trung bình chúng ta sẽ là 3 triệu đồng, và tăng nặng giảm nhẹ là 300k. Và lúc này nếu mà chúng ta có tình tiết tăng nặng thì chúng ta sẽ phải chịu phạt là 3 triệu 300 nghìn đồng, và nếu chúng ta là có giảm nhẹ thì chúng ta sẽ phải nộp là 2 triệu 700 nghìn đồng. Từ ngày 21 đến ngày 90 thì chúng ta sẽ mức phạt là 0 4 đến 8 triệu đồng, thì trung bình là 6 triệu đồng, và chúng ta sẽ có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Tăng nặng thì 6 triệu 6 và giảm nhẹ thì 5 triệu 4. Và bắt đầu từ ngày 91 trở đi, nếu mà chúng ta nộp chậm thì chúng ta sẽ bị khung là từ 5 đến 15 triệu đồng. Và cái khung này thì chúng ta chia đôi, chúng ta sẽ phải đóng là 10 triệu đồng, và tăng nặng là 11 triệu và giảm nhẹ sẽ là 9 triệu đồng cho các cái hành vi mà chúng ta sẽ không nộp báo cáo sử dụng hóa đơn trong các cái tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ. Và tùy theo thực tế mà chúng ta sẽ được là cơ quan thuế sẽ đưa ra các cái mức phạt phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Và ví dụ như là cái ngày mà chúng ta đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là ví dụ ngày 15 tháng 12 năm 21 là chúng ta chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, và thường trong 1 đến 2 ngày thì chúng ta được chấp nhận là sử dụng, thì chúng ta sẽ cộng với 1 hoặc chúng ta có thể cộng 2. Như vậy là chúng ta được chấp nhận là sử dụng hóa đơn điện tử là bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 theo thông tư 78, và qua đó thì doanh nghiệp sẽ tiến hành là lập luôn cái là thông báo hủy hóa đơn là TB03/AC, tức là hủy hóa đơn. Tức là cái mục này là chúng ta sẽ là thông báo hủy hóa đơn. Chúng ta sẽ hủy các cái hóa đơn là hóa đơn giấy nếu chúng ta đang dùng, hoặc hóa đơn điện tử theo thông tư 32 thì chúng ta sẽ phải tiến hành là hủy. Và khi đó thì chúng ta khi mà hủy thì chúng ta sẽ là điền các cái chỉ tiêu tương ứng này, tức là chúng ta sẽ là điền các chỉ tiêu vào là đối với cái ngày mà chúng ta hủy luôn, tức là chúng ta sẽ nộp là tại ngày 16 chúng ta sẽ nộp luôn là cái thông báo này, và chúng ta sẽ làm là cái thông báo là TB03/AC, tức là chúng ta sẽ làm TB03/AC để chúng ta nộp lên trang tổng cục thuế. Tức là chúng ta là làm và chúng ta nộp ngay. Ở đây các bạn nhớ là làm và nộp ngay chứ không phải là chúng ta sẽ là ngày, tức là ngày ở đây ngày hủy, ngày lập. Chúng ta có thể là chèn thêm các cái ngày tương ứng nữa.
Tức là cái ngày ở đây là cái ngày lập và ngày hủy và ngày nộp. Ngày lập, ngày hủy và ngày nộp. Tức là ngày chúng ta nộp lên trang Tổng cục Thuế. Thì rõ ràng là cái ngày mà chúng ta tiêu hủy để chúng ta hủy hóa đơn theo thông tư 78 thì chúng ta sẽ là căn cứ vào cái thời điểm đó để chúng ta thiết lập. Thì các bạn sẽ thấy là ngày lập chúng ta là lập luôn là ngày 16 tháng 12 và chúng ta cũng nộp luôn là ngày 16 tháng 12. Thì như vậy là chúng ta đã kết thúc tại 16 tháng 12. Và từ ngày 17 trở đi, tức là chúng ta sẽ lấy cái ngày mà chúng ta nộp đây, là chúng ta sẽ lập và sử dụng hóa đơn. Tức là từ cái ngày mà chúng ta sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78 thì chúng ta sẽ không cần phải nộp lại BC26CĐC. Và đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ làm là báo cáo sử dụng hóa đơn. Tức là hiện tại đây là chúng ta sẽ ghi cái mục là hủy hóa đơn, và ở đây là chúng ta sẽ ghi là báo cáo sử dụng hóa đơn. Tức là BC26CAC. Nếu thì ngày này mà chúng ta sẽ nộp luôn BC26CAC tại cái ngày mà chúng ta làm luôn là 16 tháng 12. Và tại đây thì chúng ta sẽ có ghi đây là quý 4 năm 2021. Tức là đến ngày này thì chúng ta nộp luôn quý 4 21 thì cái ngày của nó sẽ bắt đầu là 1 tháng 10. Tức là chúng ta sẽ nộp luôn là tại ngày 1 tháng 10 năm 21 và chúng ta sẽ nộp tất cả những cái tờ khai tương ứng này. Và đồng thời là chúng ta sẽ ghi cái ngày là ngày 1 tháng 10 cho đến cái ngày mà chúng ta là tiêu hủy luôn, tức là ngày mà chúng ta nộp lên tăng tổng cục thuế của cái hủy hóa đơn TB03-AC. Thì như vậy là cái hạn nộp này là chúng ta là trong hạn nên là không bị phạt. Và cái hạn nộp của nó sẽ nằm ở cái ngày là 30 tháng 1 năm 22. Thì như vậy là chúng ta nộp đúng hạn thì chúng ta sẽ không bị phạt. Trường hợp này là đúng hạn. Chúng ta sẽ ghi chú ở đây là đúng hạn. Thì rõ ràng đối với các cái trường hợp đúng hạn thì chúng ta sẽ là không bị phạt. Và đối với trường hợp này thì rõ ràng là chúng ta nộp đã hoàn thiện là ngày 16 tháng 12, là tức là từ ngày 10 cho đến ngày 16 đến cái ngày tiêu hủy hóa đơn luôn. Và cái ngày chúng ta nộp cũng là cái ngày là 16 tháng 12. Nên bắt đầu từ ngày 17 tháng 12, tức là từ cái ngày này, chúng ta cộng với 1 thì chúng ta là không cần phải báo cáo sử dụng hóa đơn nữa, tức là chúng ta không cần phải báo cáo nữa. Tức là từ cái ngày này thì chúng ta không cần phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng tháng hàng quý. Tức là chúng ta bỏ được cái tờ khai này tương ứng. Tức là từ cái ngày 17 tháng 12 là cái ngày mà chúng ta sẽ không cần phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn. Và rõ ràng đối với là trường hợp này thì doanh nghiệp chúng ta là không bị trễ hạn và chúng ta nộp đúng hạn và chúng ta sẽ không bị phạt, không bị bất kỳ cái hành vi chế tài phạt nào cả. Và do đó là bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 thì chúng ta cũng không cần nộp BC26 lại. Và chúng ta cũng giả sử là tại ngày 15 tháng 12 mà chúng ta sẽ lập và được chấp nhận. Nhưng mà cái ngày mà chúng ta lập ở đây là chúng ta lập cũng 16 tháng 12. Nhưng mà cái ngày mà chúng ta sẽ nộp là ngày 20. Tức là 20 tháng 1 năm 22. Nếu ngày chúng ta nộp là 20 tháng 1 năm 22, tức là chúng ta lập thì lập là 16 tháng 12, là tại cái ngày mà chúng ta thiết lập để hủy hóa đơn và cũng bằng cái ngày chúng ta chấp nhận hóa đơn điện tử từ 78 luôn. Nhưng mà chúng ta lập là ngày 16, nhưng mà chúng ta lại lười, chúng ta để đến tận ngày 20 chúng ta mới nộp. Thì do đó là chúng ta sẽ phải báo cáo sử dụng hóa đơn BC26. Thì tại BC26 này thì chúng ta sẽ phải lập là cho quý 4. Thì cái ngày
mà chúng ta nộp thì chúng ta có thể nộp bất kỳ cái ngày nào là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày là 30 tháng 1 năm 22, và cái ngày ở đây chúng ta phải hiển thị là ở dạng là 1 tháng 10 cho đến 31 tháng 12 năm 21, và tức là chúng ta sẽ phải nộp đến cái ngày này, tại vì rõ ràng là chúng ta đến 20 tháng 1 chúng ta mới nộp, và do đó là tại cái ngày mà chúng ta nộp thì ví dụ như chúng ta sẽ là 15 tháng 1 năm 22 là chúng ta mới tiến hành nộp. Thì chúng ta phải nộp một cái tờ khai quý 4 năm 21 tại BC26. Và cái hạn chốt ở đây thì các bạn đã thấy rồi, là chúng ta là 30 tháng 1. Và tại đây thì chúng ta chưa được phép điền vào chỉ tiêu 19. Các bạn nhớ là chúng ta chưa được phép điền vào chỉ tiêu 19 đối với là tức là những cái hóa đơn mà chúng ta hủy tiêu hủy, thì tại cái mục tiêu hủy này thì chúng ta chưa được phép điền chỉ tiêu 19. Ở tại đây thì chúng ta là điền các hóa đơn tại chỉ tiêu 19 để chúng ta thiết lập là hủy. Thì ở đây là chúng ta sẽ ghi số hủy vào chỉ tiêu 19. Tức là TB thì đã xây thì chúng ta hủy, và BC26 thì tại chỗ này là chúng ta điền là những cái mục là những cái hóa đơn mà chúng ta sẽ tiến hành là hủy bỏ, thì chúng ta sẽ ghi vào mục là BC26-AC cho những cái hóa đơn mà chúng ta tiến hành hủy. Vì tại đây là chúng ta đã hết sử dụng rồi nên chúng ta sẽ bỏ hết luôn, và từ ngày 17 thì chúng ta không cần phải báo cáo nữa. Và trường hợp này thì rõ ràng là chúng ta chưa điền vào chỉ tiêu 19, vì cái quý 4 này là chúng ta là vẫn chúng ta nộp là BC26 quý 4 là chúng ta nộp đúng hạn, chúng ta không bị phạt. Và đồng thời là chúng ta sẽ là phải làm thêm một cái là BC26 tiếp, tức là chúng ta sẽ có BC26, nhưng BC26 của trường hợp này thì chúng ta sẽ điền vào mục 19 là hủy. Và cái ngày nộp của chúng ta, ví dụ ngày nộp là TB03 là suýt AC mà chúng ta để là ngày 20 tháng 1 nên chúng ta mới chịu nộp, tức là 20 tháng 1 chúng ta mới chịu nộp, thì dẫn đến là chúng ta sẽ phải làm một cái hóa đơn quý 1 2022, tức là chúng ta phải làm BC26 suýt AC của quý 1 2022 nữa thì chúng ta mới kết thúc. Còn nếu mà chúng ta chỉ làm đến BC này mà chúng ta đưa vào chỉ tiêu 19 là chúng ta sai. Chúng ta phải đưa, tức là chúng ta phải làm thêm một cái nữa, đó là quý 1 năm 22 thì chúng ta mới đúng. Và cái này chúng ta sẽ ghi là 1 tháng 1 năm 22. Và đến cái ngày mà chúng ta báo hủy ở đây, tức là cái ngày hủy hóa đơn chúng ta là 16 tháng 12. Thì các bạn sẽ để đây là 16. Thì như vậy là rõ ràng là do chúng ta lười, chúng ta không nộp ngay ngày 16 luôn mà chúng ta để tận 20 tháng 1 năm sau chúng ta mới nộp lận. Nên dẫn đến là gì? Dẫn đến là chúng ta phải lập thêm một cái BC26-AC tiếp tục. Và nếu mà chúng ta nộp là tại ngày 16, chúng ta sẽ ghi ở đây là 1 tháng 1 cho đến cái ngày mà chúng ta thiết lập. Tức là ngày chúng ta nộp là ngày 20 tháng 1 là ngày chúng ta nộp lên trang Tổng cục Thuế. Và cái hạn của cái thằng quý BC26 quý 1 năm 22 của chúng ta sẽ là gì? Nó sẽ là 30 tháng 4 năm 22. Đó là 30 tháng 4. Và nếu chúng ta nộp, chúng ta được quyền là nộp là tại ngày 20 tháng 1 luôn. Tức là chúng ta cũng nộp tại ngày 20 tháng 1 là BC26 luôn. Thì như vậy là ngày TB03 chúng ta nộp ngày 20 thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ phải nộp, tức là trường hợp này các bạn thấy đây là chúng ta sẽ phải vừa làm báo cáo dựng hóa đơn quý 4 và vừa phải làm là báo cáo dựng hóa đơn quý 1 năm 2022 cho cái ngày từ 1 tháng 1 cho đến ngày 20 tháng 1. Và cái hạn đó là 30 tháng 4 thì chúng ta sẽ đúng hạn như bình thường. Còn nếu mà chúng ta quên thì chúng ta sẽ bị phạt. Tức là nếu các bạn quên thì các bạn sẽ bị phạt là ở các cái khung. Ví dụ như các bạn thấy khung trên đây chậm bao nhiêu ngày thì chúng ta sẽ bị phạt bấy nhiêu. Và trường hợp chúng ta sẽ lấy một cái trường hợp tiếp tục, đó là chúng ta sẽ lấy ví dụ như chúng ta lấy ví dụ như là 15 tháng 1
15 tháng 1 năm 22 mà doanh nghiệp là đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và chúng ta đã được Tổng cục Thuế chấp nhận, tức là được cơ quan thuế chấp nhận là ngày 16 tháng 1 hoặc là 17 tháng 1. Giờ đây chúng ta là ngày 17 tháng 1 thì chúng ta làm luôn 17 tháng 1 là chúng ta được duyệt để chấp nhận là được sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78. Và do đó chúng ta phải làm ngay cái TB03/AC. Và cái TB03/AC nếu chúng ta cũng làm tại 17 tháng 1 và ngày nộp cũng 17 tháng 1 thì cái BC26/AC chứng những cái hóa đơn mà chúng ta còn tồn theo thông tư 39 và thông tư 32 thì chúng ta sẽ điền tất cả cái số hủy và chỉ tiêu 19. Và cái ngày nộp của chúng ta cũng là 17 tháng 1 luôn. Và ở đây là chúng ta sẽ nộp là quý 1 năm 22 chứ không còn năm 2021 thì chúng ta vẫn làm bình thường. Vì chúng ta vẫn chưa lên thông tư 78. Thì do đó là cái ngày ở đây thì chúng ta sẽ là ngày 1 tháng 1, tức là 1 tháng 1 năm 2022. Và tiếp tục là ở đây chúng ta sẽ có đến ngày. Thì rõ ràng đến ngày ở đây là chúng ta sẽ đến cái ngày mà chúng ta được đăng ký chấp nhận luôn là 17 tháng 1, tức là cái ngày chúng ta nộp thông báo hủy hóa đơn luôn. Thì như vậy trong trường hợp này là từ 18 tháng 1 đó lên chúng ta không cần phải BC26 nữa. Thì đó là trường hợp chúng ta làm đúng. Còn trường hợp là chúng ta cũng ngày lập mà chúng ta cũng để luôn là 17 tháng 1, nhưng mà chúng ta lại cố tình là để đến tận là ví dụ 17 tháng 1 thì rõ ràng là các bạn nếu mà nộp trong là ngày ví dụ như là ngày 20 tháng 2 thì nếu doanh nghiệp làm 20 tháng 2 thì là trường hợp này thì chúng ta sẽ lại gì là BC26/AC cho những hóa đơn bị hủy. Và những hóa đơn bị hủy thì chúng ta sẽ có cái ngày mà chúng ta nộp và sử dụng hóa đơn thì chúng ta có thể nộp bất kỳ cái ngày nào trong hạn, vì hạn của nó lên tận là 30 tháng 4 năm 22. Thì ở đây các bạn thấy là hạn nộp là 30 tháng 4 năm 22 là cho cái trường hợp mà chúng ta là đúng hạn, vì chúng ta tiêu hủy là trong tháng 1 và chúng ta cũng tất cả mọi ngày chúng ta xử lý ngay trong cái tại ngày 17 tháng 1 luôn. Thì trường hợp này là chúng ta không bao giờ bị sai và không bao giờ bị phạt. Và nếu chúng ta ngày lập hủy hóa đơn TB03/C mà chúng ta để là 17 tháng 1 nhưng mà chúng ta để là 20 tháng 2 chúng ta mới nộp. Chúng ta để 20 tháng 2 chúng ta mới nộp thì lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái ngày nộp. Thì ví dụ như các bạn có thể là để đến là gần 30 tháng 4 bạn nộp hoặc là ngày bất kỳ trong cái là tháng ngày nào trong cái tháng 4 trước ngày 30 các bạn nộp đều được. Còn trường hợp mà để đến ngày 20 thì dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ là cái ngày nộp luôn là bằng ngày 20. Và cái tờ khai của nó cũng vẫn là tờ khai quý 1 năm 2022 và ngày cũng là ngày 1 tháng 1 2022. Và chúng ta để luôn cái ngày ở đây là bằng với cái ngày nộp. Tức là chúng ta làm thông báo hủy hóa đơn là tận 20 tháng 2 chúng ta mới làm, lập thì lập 17 tháng 1. Và do đó là cái ngày mà bắt dụng hóa đơn thì chúng ta cũng phải là nộp luôn ngày 20 tháng 2. Và cái ngày của nó sẽ là từ ngày 1 cho đến ngày 20 luôn. Cái hạn chốt là 30 tháng 4 nên trường hợp này là các bạn nộp thì nó vẫn đúng hạn như bình thường. Và chúng ta sẽ không bị phạt gì cả. Tức là trường hợp này là chúng ta sẽ không bị phạt. Và trường hợp tiếp theo là chúng ta cũng sẽ lập là ngày nếu chúng ta lập là cái ngày mà nếu chúng ta mà cũng quên và chúng ta nhầm, ví dụ như là chúng ta cũng nộp là ngày 17 tháng 1 và cái ngày mà chúng ta nộp tức là lập là 17 tháng 1 và ngày nộp là 20 tháng 2 mà sau đó các bạn là làm và các sử dụng hóa đơn, chúng ta lại để ở đây là gì? Là ngày nộp của chúng ta là có thể bất kỳ ngày nào từ bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 cho đến 30 tháng 4 thì chúng ta đều không bị phạt. Ví dụ chúng ta có thể để lên thành là 15 tháng 4 chúng ta mới nộp là cái ngày nộp là BC26/AC, tức là cái ngày đó chúng ta mới nộp là vào các sử dụng hóa đơn. Và ở đây cũng vẫn là quý 1 năm 22 và cái ngày chúng ta là 1 tháng 1 năm 22. Và ở đây chúng ta lại để cái ngày là đến ngày 17 tháng 1. Đó thì cái hạn chốt thì trường hợp này thì rõ ràng là cái hạn của nó là 30 tháng 4. Nhưng các bạn nhớ là cái ngày mà các bạn hủy nè là nó thuộc là 20 tháng 2 là các bạn mới nộp, thì ngày đó mới ngày chấp thuận để các bạn hủy.
Nhưng mà cái ngày mà các bạn lập, xong rồi các bạn bỏ máy tính cho các bạn đi chơi hoặc là các bạn làm gì đó các bạn quên, và đến tận 20 tháng 2 bạn mới nộp. Thì rõ ràng là trường hợp này là cái khi các bạn nộp các sổ hóa đơn thì các bạn phải chọn là 1 tháng 1 cho đến ngày là 20 tháng 2, chứ các bạn không thể để là 17 tháng 1. Nếu các bạn để 17 tháng 1 thì vô tình là các bạn sẽ bị trễ bắt đầu từ cái ngày mà các bạn bị trễ như sau, là trễ từ cái ngày là 20 tháng 2 các bạn trừ đi là 17 tháng 1 là cái số ngày các bạn nộp trễ. Thế là vô tình các bạn lại mất 34 ngày là các bạn trễ cái thời bắt đầu dùng hóa đơn này. Và nếu các bạn trễ thì dĩ nhiên là những cái ngày còn lại đó thì các bạn sẽ cũng phải báo cáo. Thì các bạn là trường hợp này các bạn thấy làm sai thì các bạn có quyền là làm lại, điều chỉnh và nộp lại. Còn nếu mà các bạn là không có làm lại, nộp lại, tức là cơ quan thuế khi phát hiện ra thì các bạn rõ ràng là cái gì? Là người ta vẫn có quyền ra văn bản phạt các bạn. Vì rõ ràng trường hợp này là các bạn khai sai. Khai sai thì sẽ phạt theo hành vi khai sai chứ không không phải là khai chậm. Tức là trường hợp này các bạn phải để cái ngày của nó chính xác là ngày 20 tháng 2 thì mới đúng. Thì trường hợp này là chúng ta sẽ làm là làm sai. Và chúng ta sẽ tiếp tục là cho một cái hành vi nữa, đó là chúng ta sẽ sử dụng như sau. Là tại chúng ta lấy một cái ví dụ tương ứng, là ví dụ như ngày 15 là 15 tháng 3, chúng ta cứ lấy cái này chúng ta bỏ lên. Ví dụ như là 15 tháng 4 là cái ngày mà chúng ta sẽ được chấp nhận sử dụng hóa đơn. Và 15 tháng 4 thì chúng ta là đến 17 tháng 4 chúng ta là chấp nhận TB03 xịt AC thì chúng ta cũng nộp luôn 17 tháng 4. Và cái ngày chúng ta nộp cũng là 17 tháng 4. Nhưng BC26 thì chúng ta lại cố tình là hủy tại quý 1, chúng ta điền hết số 19 hủy này. Và sau đó là gì? Là cái ngày mà chúng ta nộp BC26 là 17 tháng 4 và quý 1, và chúng ta sẽ để là 1 tháng 1 cho đến gì? 17. Ở đây là 31 tháng 3, tức là cái ngày của nó 31 tháng 3. Tức là chúng ta sẽ hủy nguyên quý 1, và trong quý 1 thì chúng ta là cái hạn nộp. Tức là cái hạn nộp chúng ta là 17 tháng 4 thì hạn nộp là 30 tháng 4, chúng ta nộp vẫn đúng hạn và nó không sai. Sau đó chúng ta không nộp. Thì đến đây là các bạn nhớ là cái ngày chúng ta hủy ở đây á là 17 tháng 4 chứ không phải là trong tháng 3. Nên dẫn đến là các bạn sẽ phải tiến hành là phải nộp tiếp là BC26. Nếu làm đúng là chỗ này các bạn không được phép hủy, tức là chỗ này các bạn chỉ làm BC26 mà thôi. Còn các bạn điền hủy ở đây thì có nghĩa là chúng ta bị sai, và sau đó gì? Là không nộp. Tức là không nộp BC26 xịt AC của quý 2. Thì rõ ràng trường hợp này là chúng ta không nộp BC26 xịt AC quý 2 vì chúng ta nghĩ rằng là tất cả những cái hóa đơn mà chúng ta đã hủy chúng ta cho vào chỉ tiêu 19 của quý 1 rồi. Và cái ngày lập thì các bạn có thể là gì? Các bạn ngày lập các bạn là rõ ràng 17 tháng 4. 17 tháng 4 thì rõ ràng các bạn lập kiểu này thì các bạn sẽ bị phạt và quý 2 các bạn không nộp. Và đến cái ngày mà chúng ta bị phát hiện ra, ví dụ ở đây cơ quan thuế sẽ nhắc chúng ta nộp. Tức là cơ quan thuế sẽ nhắc chúng ta nộp là tại một cái ngày nào đó bất kỳ 3 4 tháng sau hoặc là vài tháng sau thì các bạn thấy đây là chúng ta sẽ bị phạt cái khung này. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị phạt oan và cái mức phạt chúng ta sẽ không có tránh được.